quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được gặp gỡ và giao lưu với một người thầy cũng vô cùng đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Thầy cũng đã có nhiều năm sinh sống học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức và thầy là phó giáo sư tiến sĩ vật lý, cựu giảng viên trường Đại học Công nghệ, người đã có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục đào tạo và thầy cũng là một cố vấn đào tạo cho công ty Jelly Edu. Vâng, và ngay lúc này Kim Hương xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Thế Hiện sẽ cùng chia sẻ về cuộc sống cũng như về giá trị tuyệt vời của thầy tại Cộng hòa Liên bang Đức ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, đề nghị quý vị chúng ta hãy thả thật nhiều phím bông hoa rực rỡ để đón chào thầy được không ạ? Vâng, xin mời thầy ạ. Mọi người có nghe được tôi chưa? Vâng, chúng con nghe được thầy ạ. Và thế trước hết là tôi xin cảm ơn chương trình có mời tôi tham dự cái buổi họp mặt này. Thứ hai nữa là tôi xin trước hết có cái lời chào mừng tất cả các quý vị, các bạn đồng nghiệp, các thầy cô giáo ở các nơi cũng như là các anh chị em tham gia các cái công việc ở các cái địa phương khác nhau. Và đặc biệt là tôi gửi lời chào rất là thân thiện và chân thành đến tất cả các vị phụ huynh có các em con em có cái quan tâm đến cái chương trình, và đặc biệt nữa là các em học sinh phổ thông mà đã có quan tâm và tham gia buổi hôm nay. Thế thì chắc chắn là cái việc mà tôi cũng phải nói rằng là tôi tham gia ở đây với cái tinh thần, tức là cũng coi như là một người thầy của học trò và đã trải qua cái quá trình giảng dạy ở đại học đến hơn 40 năm, cho nên là ở đây trao đổi với lại các anh em công tác nói chung, nhưng mà đặc biệt với lại các em học sinh là với cái tinh thần là thứ nhất là cái tình cảm của những cái bậc đi trước để chia sẻ cho các em có một cái nhìn nhận về cái bước đường mà mình sắp xếp. Thứ hai nữa là với cái trách nhiệm là cũng cung cấp với cái những cái hiểu biết của mình và những cái đánh giá của mình cái có trách nhiệm thật sự nghiêm túc để cho các em có cái thông tin để mà là chính xác các cái việc của mình sắp tới tham gia với chương trình như thế nào. Tôi cũng bây giờ trước hết xin tạm tự giới thiệu cá nhân tôi, thì là tôi là tên thì các bạn biết hết cả rồi. Thế tôi thì là người ở Thái Bình, nhưng mà tôi đi học đại học từ năm 67, tức là đến nay là 55 năm. Tôi tốt nghiệp ở Đức thì cũng 50 năm rồi. Tôi rời khỏi nước Đức thì cũng 50 là 49 năm. Và tôi về công tác thì liên tục là tôi công tác ở trong trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế tôi trong hơn 10 15 năm, 20 năm cuối thì là tôi làm việc ở trường Đại học Công nghệ, cũng là thực trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế thì tôi muốn nói cái điều thế này, cái việc tham gia với lại các anh chị trong Jelly Edu là một việc rất là tình cờ nhưng mà lại là duyên cớ rất là đặc biệt. Tôi có các bạn bè cùng học hành với Đức với nhau từ thời 55 năm trước. Thế trong một cái buổi gặp gỡ thì là các bạn tôi quay trở lại Việt Nam làm việc, thì có gặp gỡ với lại anh chị em ở trong các doanh nghiệp trong nước. Thế thì cũng gặp được nhau như vậy và chúng tôi có trao đổi làm quen với nhau, thì cuối cùng là cô Linh Nga cũng như là anh Hoàng, anh Long là rất tận tình đến tận gia đình nhà tôi gặp gỡ và mời tôi cùng tham gia các cái hoạt động của công ty. Thì tôi với tinh thần bằng cái trải nghiệm của cá nhân mình, bằng những cái hiểu biết và trách nhiệm của cá nhân, chân thành tham gia với các bạn để mà đóng góp vào một cái chương trình
tạo ra cái một cái kênh cơ hội mới cho anh em học trò, học sinh trẻ có thể là tiếp cận được những cái giá trị mới. Thế thì tôi cũng rất mừng là các anh các chị ở trong công ty đã rất coi trọng những cái ý kiến đóng góp của tôi, làm nên những cái việc mà tôi cho rằng là rất đáng, tôi rất là tâm đắc để mà tham gia. Thì đấy là nói riêng về cái giới thiệu cá nhân. Thế bây giờ thì muốn nói thêm về cái công việc của Jiliudu thì tôi nghĩ là chúng ta các bạn đều biết cả, tức là Jiliudu thì không phải là cái nơi, không phải là cơ quan giáo dục đó, là đây là một cái tập đoàn dịch vụ đào tạo. Nhưng mà dịch vụ đào tạo ở đây thì là chúng ta thứ nhất tức là có một cái mối liên hệ để đưa được những con người ta vào cái thị trường. Cái thị trường lao động ở bên này là cái thị trường rất hấp dẫn. Hấp dẫn không chỉ ở những cái điều như các anh các chị đã nói, mà tôi nghĩ rằng là hấp dẫn ở cái chỗ tức là nước Đức là một cái nước rất mạnh về kinh tế, hoạt động châu Âu. Họ có truyền thống về giáo dục, đào tạo rất là lâu đời và cái chất lượng của họ là rất cao. Đặc biệt, chúng ta phải nhớ rằng là họ đào tạo hàn lâm, tức là khoa học thì rất cao không nói. Chúng ta biết rằng là ở đấy là những người, những giáo sư, những nhà toán học hàng đầu thế giới, nhà vật lý hàng đầu thế giới, kể cả những nhà nhạc sĩ do đến là triết học, do đến tất cả mọi lĩnh vực đều là những người hàng đầu thế giới, làm ra, tạo ra cái một cái nền văn hóa, một nền khoa học công nghệ và chính trị tư tưởng rất là đặc biệt. Đã vậy nhưng mà họ có một cái nền giáo dục gọi là giáo dục nghề nghiệp, tiếng Đức gọi là Beruf Ausbildung, thì là cái giáo dục đặc biệt đấy của người ta, từ là dạy nghề, đào tạo ra các công nhân kỹ thuật cho đến các kỹ sư thực hành, cho đến những nhà nghiên cứu phát minh sáng chế. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái mà nước Đức cũng là cái nước rất đặc biệt chỗ đấy. Thế thì Jiliudu có được cái mối mà trực tiếp là một cái chương trình đào tạo nghề kép, tức là gì, đào tạo gửi được người sang học nghề nhưng mà lại vừa học vừa làm, và trong khi học đấy thì để làm việc, học xong đạt được cái bằng thì là mình cũng đã thành là người có nghề, có nghề, và đồng thời trong các trường học mình đã không phải đóng học phí để học nghề, mình đã còn được hưởng phụ cấp lương, cái tiền công cho mình là tham gia vào cái quá trình học tập đấy mà ra sản phẩm. Thế thì cái đấy là cái mà một cái đặc, cái điều kiện rất đặc, nếu mà tận dụng được thì các anh các chị đã phân tích tổng nói thêm. Thế thì Jiliudu làm cái việc gì? Làm cái việc thứ nhất tức là tạo điều kiện cho mọi người học cái tiếng, cung cấp cho một cái chương trình dạy tiếng thật là chất lượng và đảm bảo có kết quả. Thế thì cái người học thì ví dụ như các bạn đã nhìn thấy bạn Hà là đã sang được đó, và trong vòng 4 tháng thì đã cảm thấy tự tin như thế nào. Thì đấy là một cái mà tôi cho rằng đấy là thành quả rất là cụ thể của Jiliudu đặt ra, và chúng ta có thể tin tưởng vào những cái khóa tiếp theo sẽ đạt được những điều như thế. Thế và chúng tôi tham gia ở trong Jiliudu với tư cách tức là cố vấn, tư vấn cho các anh các chị, chúng tôi sẽ làm hết sức để mà có thể giúp đỡ, có được những cái người thầy, có những cái phương pháp để mà làm cho cái quá trình đào tạo này nó tốt lên. Thứ hai nữa là Jiliudu không chỉ đào tạo, không chỉ dạy cho các bạn về ngoại ngữ, mà dạy cho các bạn cả cái gọi là những cái bồi dưỡng các kỹ năng sống, kỹ năng đánh giá cá nhân mình, kỹ năng xem xét điều kiện xã hội, bối cảnh, môi trường xã hội để mà định vị con người mình và xác định cho mình cái hướng đi, rồi thì chọn lựa cho mình cái nghề nghiệp và cái cách đi, đồng thời hướng dẫn cho mình một cái cách là biết lập nên kế hoạch cho mình, dàn dựng cho mình một cái lộ trình để phát triển cá nhân. Thế thì cái đấy là những cái mà
ở trường là chúng ta thì dạy rất ít. Bây giờ có cải cách giáo dục nói rất to nhưng mà làm được đến đâu đó chúng ta chưa biết. Nhưng mà ở đây thì là cung cấp cho các bạn như vậy. Nghĩa là GLU là làm cho, như tôi vẫn nói với các anh các chị, là chúng ta là có cái nhiệm vụ là tăng cường năng lực, tức là có kiến thức phổ thông các em đã học rồi, có thêm ngoại ngữ, đấy là một cái vũ khí, và có cái kỹ năng đánh giá cơ thể cá nhân mình, tư cách, năng lực của mình để mà tiếp cận với xã hội. Thì cái đấy là cái năng lực mà để mình hòa nhập với xã hội rất là quan trọng. GLU là trang bị cho chúng ta những cái năng lực như thế. Nhưng mà nếu mà năng lực được tăng cường thì các bạn vào đời các bạn sẽ thành công. Thì đấy là cái điều mà xét về cái tư tưởng của GLU mà tôi tham gia đóng góp, thì tôi nghĩ rằng là nói như thế để cho các vị, các anh chị em, các nhất quán làm cái việc đấy, nhưng đồng thời là các em học sinh nhìn thấy để đánh giá, chọn lựa cái con đường có thể tiếp cận. Thế còn tôi thì cũng phải nói là tôi có một thời gian rất dài là học ở Đức hết đại học. Nhưng mà sau đó thì tôi cũng phải nói thông tin các anh các chị nói về cái chuyện là tôi sống ở nước đâu thì cũng không nó không được phù hợp lắm, không đúng. Tôi sống ở trong nước nhưng mà tôi có liên hệ trực tiếp với lại bạn bè thầy của tôi, người học bạn học lớp của tôi ở Đức, thì là tôi liên hệ thường xuyên từ ngày đấy đến giờ, không bao giờ bỏ qua. Và tôi có cái mối liên hệ khác nữa, tức là tôi làm việc các nước ngoài, ví dụ như Lan, Mỹ hay là Pháp từ nhiều. Thành ra là tôi có một cái trải nghiệm quốc tế, cũng tôi có thể tự tin nói với các bạn, các em rằng là tôi có thể đóng góp cung cấp rất nhiều các cái trải nghiệm, kinh nghiệm cho cái việc đó. Thế thì từ cái việc như vậy thì bây giờ các bạn nếu mà lựa chọn cái việc này, tại sao nên lựa chọn, thì tôi đã nói qua rồi, những cái hướng như thế là coi như là các thầy khác đã nói thì chúng ta không cần phải bàn nhiều. Nhưng mà lựa chọn như vậy thì chúng ta sẽ được cái gì? Thì ngoài những chuyện như các anh các chị đã nói, tôi chỉ nói thêm thôi. Nếu như các bạn đến Đức, các bạn học tập ở đó, rồi các bạn không cần phải học đến đại học, hết đại học, các bạn chỉ cần học có một cái nghề ở đó thôi, thì các bạn sẽ trở thành một cái hòa nhập ở trong đó được, thì các bạn trở thành một con người khác hẳn. Tôi nói cái kinh nghiệm cá nhân của tôi là lúc mà tôi học xong lớp 10, ngày xưa là học lớp 10 là hết phổ thông, thì tôi sắp tròn 18 tuổi, thì nói thật lần đầu tiên tôi ra khỏi tỉnh Thái Bình là lúc ấy là tôi đi lên tập trung để đi học nước ngoài. Lần đầu tiên tôi cũng là được ngồi trên cái xe buýt chạy từ Thái Bình qua con bến đò Triều Dương rồi lên đường 5 rồi lên bến xe. Thế thì làm cái cậu bé nhà quê, người ta gọi là cua đồng đó. Thì tôi có 10 ngày, 12 ngày, 14 ngày sau tôi sang lên tàu và đi 11 ngày tiếp trên tàu. Thì như vậy nghĩa là khoảng 25 ngày thì tôi đến nước Đức. Thế thì đấy là một cái sốc văn hóa, một cái hướng. Thế nhiều các bạn bây giờ mà đi sang bên, sau khi đã học ở đây rồi, học qua phổ thông Việt Nam rồi, trong điều kiện như hiện nay, các bạn sang đây các bạn không phải sống như thế đâu. Các bạn tiếp cận cái đời sống đấy rất nhanh hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng mà phải nói rằng tôi mặc dù sốc văn hóa như thế, nhưng tôi vẫn tiếp thu được cái nền văn minh của nước Đức, là tôi trở thành một con người khác hoàn toàn. Và tôi chắc bạn rằng các bạn cũng sẽ mong mỏi như thế. Thì nếu mà các bạn tham gia, các bạn sẽ trở thành những con người hoàn toàn khác. Cuộc sống của các bạn khác, không phải chỉ riêng về cái là ăn mặc rồi thì đi đứng, mà về cái tư duy, về cái tác phong làm việc, về cái nhận thức xã hội, vân vân. Thì cái đấy là cái rất quan trọng. Thế thì tôi hy vọng rằng là cái chương trình này sẽ tạo ra cái cơ hội cho rất nhiều bạn trẻ, một cái cơ hội là thay đổi
cái cuộc sống, thay đổi cái cuộc đời của mình theo cái hướng đi của mình, thì dạ. Đấy là quan trọng. Để cho phép nói thêm một mấy câu nữa thì các bạn, dạ, vâng. Sang Đức thì cái nền văn minh, cái nền văn hóa của Đức và con người Đức thì các bạn cần những cái gì nhất, thì tôi muốn chia sẻ thêm. Tức là người Đức là cái người mà tôi sống ở đấy, tôi quan hệ, người ta biết người Đức là có mấy cái tác phong quan trọng. Thế này, thứ nhất là đúng giờ, dứt khoát, đúng giờ là phải làm việc, là đúng giờ thì phải ngừng, vân vân. Mà đúng hạn thì là phải nộp bài, đúng hạn thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái đấy là cái mà người Đức cực kỳ tôn trọng. Cái thứ hai là người Đức là hết sức trung thực, chân thành và nghiêm túc. Thế thì tôi nhớ mãi một cái câu rằng là khi tôi học, tôi làm cái năm thứ hai, đầu năm thứ ba tôi vào làm phòng thí nghiệm, thì được thầy chấp nhận cho là tham gia nghiên cứu ở trong cái nhóm của thầy để mà chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Thế thì thầy giao cho tôi một cái việc và tôi làm xong các thứ đầu kia, nhưng mà tôi nhìn nhận cái vấn đề nó không được chính xác nên tôi làm việc nó chưa đúng. Và đồng thời cũng không đánh giá được hết bản thân. Lúc đó tưởng rằng là làm được việc nó đơn giản, nhưng không phải. Thì đến lúc mà gặp thầy không hài lòng, thầy nói có hai câu. Thầy nói là thứ nhất, tức là ở Đức chúng tôi thì rượu là rượu và cơm là cơm. Nghĩa là đã làm việc gì phải làm ra việc đấy đến nơi đến chốn, không làm nửa chừng và không làm việc nọ lẫn việc kia. Cái nào là phải dứt điểm, điểm đấy. Đấy, cái đấy là cái nghiêm túc. Cái thứ hai thì chúng ta hay nói là khi mà người ta yêu cầu mình làm cái gì đấy chẳng hạn, thì nói là tôi em nghĩ là em sẽ làm được, hoặc là em hy vọng là em làm được, hay là cháu mong là cháu sẽ làm được, vân vân. Thì cái đó người Đức người ta không chấp nhận. Thì vấn đề tại sao lại mình như vậy thì người ta thể hiện đấy, người ta bảo đấy là mình thể hiện là mình chưa tự tin, mình chưa đủ khả năng. Thế thì quan trọng nhất là mình nhận việc làm thì mình phải nói là tôi sẽ làm được, tôi quyết làm được và tôi tin là tôi sẽ thì làm được. Thì cái đấy là cái quan trọng. Vì người Đức thì đã bảo rằng là này, tin, tức là tiếng Đức gọi là Glauben heißt nicht wissen, tức là tin có nghĩa là không biết. Thế thì biết thì không cần phải tin nữa, cho nên là chúng ta làm việc gì, học cái gì để biết cái việc đấy. Thế mà tôi nghĩ rằng là những thứ đấy là những cái mà chúng ta cần quan tâm. Và các em ngay từ bây giờ trong quá trình làm việc, luyện rèn được những việc đấy là rất quan trọng. Một cái điều quan trọng nữa của người Đức là người ta yêu cầu sự hoàn hảo và thật sự là tử tế. Thế thì tất cả những cái việc gì người ta đã làm thì ví dụ người ta không bao giờ để vết, ví dụ đã lau nhà thì không thể có một cái vết nhơ ở cái chỗ nào đó, không còn hạt bụi ở bên cạnh. Thế, vẽ một cái đường thẳng thì dứt khoát phải thẳng, chứ không phải là vẽ ra mà lại còn có cái vết mực nó vòng bên ngoài, vân vân. Thì tất cả những thứ đấy người Đức rất chi tiết, và khi các em làm, các em học, các em làm bất cứ việc gì thì người ta đều đánh giá cái đó rất chặt chẽ. Thì tôi nghĩ rằng với cái cá nhân nhân tiện cái việc như này thì tôi muốn đây không phải là quảng bá cho cái công việc mình tham gia, mà tôi nghĩ rằng là tôi có trách nhiệm phải nói rằng là cái công việc mà tôi tham gia cùng với Jiliru để làm việc thì chúng tôi đảm bảo cái sự tin cậy, đảm bảo cái chất lượng, và các anh các chị đã rất cố gắng chuyện đó và tôi cũng rất tin tưởng để tôi tham gia cái việc đó. Cho nên là tôi cũng hy vọng rằng là mọi người tiếp cận được cái chương trình và sẽ tham gia một cách có hiệu quả và sẽ nó mang lại cho mọi người những lợi ích thiết thực. Ở đây Jiliru làm việc không phải là cho lợi ích của cá nhân, của cái tập thể Jiliru, mà làm việc cho lợi ích của tất cả mọi người, cho tất cả những người tham gia, dù đấy là gián tiếp hay trực tiếp. Xin cảm ơn tất cả các mọi người đã nghe lời tôi trình bày. Chúc tất cả mọi người là khỏe mạnh và có nhiều động lực để làm việc, để cống hiến
đồng thời cũng là để phát triển cái chương trình của mình thành công. Xin cảm ơn. Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Nguyễn Thế Hiện ạ. Vâng, đề nghị quý vị chúng ta một lần nữa hãy dành tặng thật nhiều phím bông hoa để cảm ơn thầy được không ạ? Vâng, cảm ơn thầy về những chia sẻ rất là thực tế và rất là quý báu. Mặc dù